Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm dao đi rừng cực kỳ hot nhất trên thị trường hiện nay. Về cái thông số và cái chất liệu của con dao này, tôi sẽ giới thiệu các bạn 6 ít phút và bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con dao này. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm vào quả chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh tôi, từ cơ sở của tôi. Mẫu dao rất đẹp. Đấy. Về từng cái bao cán, từng cái chất liệu của gỗ đấy, rất đẹp, vân nổi lên cuồn cuộn đấy, các bạn thấy chưa, vân rất đẹp đấy. Rất đẹp. Về cái mẫu dao này quá chi đẹp. Các bạn đi rừng dùng chặt tre, lấy mâm và chặt cây, chẻ củi rất chi là tiện lợi. Đây, về cái bao cán rất đẹp đấy, các bạn xem đi đấy, về cái chất liệu gỗ này thì quá thì là đẹp tuyệt vời luôn, quá chắc đấy, bao cán cũng rất chìa nặng. Các bạn thấy chưa, vần nổi lên cuộn cuộn quá chì đẹp đấy, rất đẹp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm một quả chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh tôi, từ cơ sở của tôi. Cơ sở của tôi sản xuất rất chi là nhiều các loại dao, dao đi rừng, dao lọc thịt heo và dao đánh lông heo. Các bạn thấy cám vần nổi lên cuồn cuộn rất đẹp. Về cái chất liệu của con dao này, cơ sở tôi làm bằng lò xo tàu đấy, rất chi là tốt. Còn về cái trọng lượng của con dao này, cơ sở tôi làm là 5,5 lạng, dùng để chặt cây, chẻ củi rất tuyệt vời đấy. Về cái đường sống này rất chi là cứng đấy, các bạn thấy chưa, rất tuyệt vời đấy. Tôi cắt cánh gần các bạn xem rất đẹp. Về cái khâu này, cơ sở của tôi làm bằng khâu đồng. Còn về cái chất liệu của cái gỗ này, cơ sở của tôi làm là bằng gỗ cẩm chỉ. Đấy, rất đẹp. Đây. Các bạn thấy chưa? Vần nổi lên cuồn cuộn. Đấy. Còn như cái bao này, cơ sở của tôi cũng làm bằng cái chất liệu gỗ cẩm chỉ. Đấy, rất đẹp. Đây. Các bạn thấy chưa, cái mẫu dao quá chi đẹp. Đấy. Bây giờ tôi thử test thử con dao này, xem cái chất liệu của cái lò xo tàu, xem nó chất liệu nó có tốt hay không. Lò xo tàu là lò xo tàu hóa đấy, chứ không phải là lò xo tàu của Trung Quốc đấy. Tôi nói rõ các bạn xem là nghe là lò xo tàu tàu hóa đấy, về cái chất liệu của nó thì quá chi là cực kỳ rất tốt. Về cái mẫu cán, mẫu bao này quá đẹp đấy. Về cái cán này vân nổi lên cuồn cuộn rất đẹp. Về cái bao này cũng quá chi là đẹp. Về cái chất liệu của nó bằng gỗ cẩm chỉ đấy, rất tốt, rất đẹp đấy. Các bạn thấy chưa, rất tuyệt vời.
bây giờ tôi sẽ test thử cái con dao này xem cái chất liệu của nó như thế nào. Đây, tôi đặt cái mao xuống đây. Đấy. Đây. Đây là một đoạn gỗ lim, bây giờ tôi sẽ chặt thử xem cái chất liệu của nó như thế nào nhé. Đấy. Các bạn thấy chưa? Hôm nay tôi sẽ chơi lớn luôn, tôi chặt bằng gỗ lim. Đấy. Chứ không thèm chặt bằng gỗ thường. Gỗ lim của nó là lim ngày xưa, lim rất chi là cứng. Bây giờ tôi sẽ chặt thử xem cái chất liệu của nó như thế nào nhé. Đây. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, tôi cất cạnh đấy gần các bạn xem. Đấy, bằng gỗ lim ngày xưa rất chi là chắc. Đấy. Bây giờ ta sẽ xem cái con dao này nó có sứt mẻ hay không nha. Đây, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy. Đây là một cái màu gỗ như con dao dính đồ dao đấy, rất chỉ chắc, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy. Về con dao này quá chỉ là tốt. Tôi chặt lim, tôi chặt bùm bụp bụp lên. Đấy. Tôi chặt tôi không hề phải suy nghĩ là chặt như thế nào hay là chặt nhẹ nhẹ cho con dao nó đỡ mẻ. Các bạn thấy tôi chặt bùm bụp bụp, tôi chặt thực tế, tôi chặt mạnh tay luôn. Và con dao này chặt quá chỉ là ok. Đấy. Những con dao này các bạn đi rừng, các bạn chặt cây chẻ củi rất chỉ là tiện lợi, và chặt tre lấy măng rất chỉ là tốt. Đấy. Về cái mẫu dao cũng rất chỉ là đẹp, còn về cái chất liệu của nó thì quá chỉ là ok. Chất liệu của nó thì bằng lò xo tàu hóa đấy, rất chỉ là tuyệt vời. Tôi đánh cả một khúc lò xo nó to tầm khoảng phi 26. Đấy, các bạn thấy tôi rèn ra một con dao như thế này đấy, rất chi là tuyệt vời. Còn về cái cán này và cái bao này thì cũng rất chi là đẹp đấy, cơ sở tôi làm rất chi là trau chuốt, từng cái độ vân độ nổi lên rất chi là chắc chắn. Đấy, đây cái vân của nó nổi lên rất đẹp đấy. Đấy, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem thấy chưa. Đấy, còn về cái khâu này cơ sở tôi làm khâu đồng rất chắc. Đấy. Còn như cái bao này cũng rất chỉ là đẹp. Đấy. Các bạn thấy chưa? Rất đẹp. Đấy. Khi ta đút vào cái bao này thì trông thân con dao nó rất chỉ là lộng lẫy. Đấy, các bạn thấy chưa? Con dao rất chỉ là lộng lẫy. Đấy. Rất đẹp. Ta dùng người ta đi rừng, đi chặt cây, kiếm củi, chặt tre lấy măng rất chỉ là đẹp. Đấy. Vâng, video tôi giới thiệu sản phẩm dao đi rừng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.